Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hiubo xin chào anh em. Tôi Trường Bế, chào anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì thằng Mạnh nó đi học rồi, nó không thể xuất hiện được ở video này để thưởng thức món ngon cùng anh em nha các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ gọi là làm một món ngon gọi là cùng anh em các bạn ạ. Thì như mọi người thấy ấy, là trên tay đôn chè hiện tại là đang có một con gọi là không đầu các bạn ạ, con vịt, con ngan, con ngỗng và một củ riềng. Thì bây giờ hiện tại là ba thằng này có biết đây là con gì không? Đoán thử đi. Nhưng vịt, phao câu to là chắc chắn là ngan hoặc ngỗng rồi, không thể vịt được. Con này nó to. Này chắc là ngỗng mini rồi. Con này to hơn vịt nhiều. Mấy con nhìn phao câu rồi. Thằng Tiến vậy là chắc là có kinh nghiệm gọi là ăn phao câu hay là sờ phao câu nhiều nên là biết thế sao các bạn ạ. Thì đây không phải là con ngỗng, thằng Trường nó đoán là con ngỗng mini thì nó cũng hơi giống con ngỗng mini thật các bạn ạ. Đây, mọi người sẽ thấy này. Hay là ngan vì ngỗng to lắm. Đây. Rất là to nha các bạn nha. Mà ngỗng đây là gọi là một con rất là to. Thì mình xin nói luôn đây là một con gọi là ngan nha các bạn nha, không phải con vịt. Nếu mà vịt ấy thì không được to như thế này. Vịt super cũng không thể to được như này các bạn ạ. Thì anh em mình đã bỏ đầu đi rồi thì bởi vì chính sách của YouTube dạo này rất là gắt nên là anh em mình phải bỏ đầu đi thì mới quay được nha các bạn nha. Thì con ngan này cộng với cả củ riềng này, không biết là anh em sẽ đoán là làm món gì đây? Giang cây. Giang riềng rồi. Giang riềng á? Sai hết rồi. Nói chung là hôm nay ấy, thì là anh em sẽ liên tưởng tới củ riềng và con ngan thì sẽ nghĩ là vịt giang riềng hay là giả cầy gì đấy, nhưng mà không phải nha các bạn nha. Hôm nay ấy, thì mình sẽ đem con ngan này đi đem đi để gọi là nướng với riềng nha các bạn nha. Đó, thế nó mới lạ và để anh em trải nghiệm thì nó mới ngon các bạn ạ. Chứ lâu giả cầy những thứ thì ăn nó chả khác gì con vịt, con ngỗng gì cả các bạn ạ. Nó sẽ không phân biệt được vị ấy. Thì nên là mình sẽ đem con ngan này đi để gọi là anh em mình sẽ nướng này các bạn này. Đó thì anh em mình sẽ đem về làm sạch lại một lần này các bạn này. Xong rồi anh em mình sẽ tẩm ướp và anh em mình sẽ đưa lên để nướng. Riềng này thì sẽ phải gọi là chảy cối ra nhỏ ra nha các bạn nha. À và còn một cái nữa đó chính là có ít gọi là tiết canh ngan. Phải nói là đồ ngon thì anh em có muốn đánh tiết canh không? Ôi giời, mang về không đánh tiết canh thì nó phí. Nhưng mà bây giờ là chưa có nhân nhất gì đâu. Thì mình đi kiếm mùi rồi, mình đã thích chơi thì không sợ một bất đấy, tức là làm cái món tiết canh ấy, ngan và vịt phải có một tí gọi là tiết canh. Và tiết canh ấy thì sẽ anh em mình sẽ thưởng thức trong cái lúc mà đang chờ vịt ngan nướng các bạn ạ. Thì có phải là chuẩn bài không? Đấy, xong mà mấy thằng sẽ đi chuẩn bị cái bói gọi là để làm nhân tiết canh ngan nha các bạn nha. Thì bây giờ sẽ không nói nhiều nữa, anh em mình sẽ đem gọi là con ngan này về để anh em mình gọi là làm sạch lại và chuẩn bị đem đi để nướng. Còn bọn này một hai thằng sẽ đi kiếm cái bói để đánh tiết canh nha các bạn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để ủng hộ anh em nhá. Ngan thì anh em đã làm sạch xong rồi nha các bạn nha. Bây giờ Tiến nó sẽ khứa ra để anh em mình tẩm ướp cho nó ngấm các bạn ạ. Đó, em khứa ra đi. À đây, em khứa ra để cho mọi người xem cái thịt ngan này. Phải nói với mọi người là thịt nó đỏ như thịt bò luôn nha các bạn nha. Đấy, khứa ra. Em cứ khứa mạnh tay lên. Đấy, ui giời. Đây nha các bạn nha. Thịt ngan này nó gọi là hết được chứ. Nó cứ gọi là đỏ như thịt bò. Bởi vì ngan to hơn nữa tầm 4-5 cân, 5 cân ấy thì cái loại lọc ra 6 lần những thứ chấm hết luôn các bạn ạ. Em cứ khứa đấy, khứa dài ra. Đấy. Để tí anh mình ướp cho nó ngấm mà. Đấy. Nhân bòi tiết canh thì mình thấy bọn nó chuẩn bị xong hết rồi đấy các bạn ạ. Nhưng cái mà khứa như này thì nó hơi bị gọi là ngược. Nó mó thịt một tí nhưng mà nướng sẽ nhanh chín và ướp nó sẽ thấm đều gia vị, nó sẽ gọi là ngon hơn nha các bạn nha. Ủa nhìn ngon nhỉ? Ngấm nó vào mấy cái chỗ đấy thì đấy, để anh em mình khứa kiểu vuông vuông. Anh em mình sẽ khứa hết đi xong rồi bắt đầu cho lên để ướp này các bạn này. Đấy, đấy. 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 Cho lên để ướp đi, em đổ gia vị ướp những thứ vào. Đây các bạn. Tao đánh cái canh này nhỉ? Anh em mình cắt những miếng thịt nó ra như này các bạn ạ. Riêng mấy thằng này nó đòi đánh cái canh này. Nhưng mà em không tin tưởng được. Quánh lỏng chết đầy. Đây các bạn ạ, họ tự làm bòi đây. Thịt gọi là hành nghiệp, gọi là thơm lừng rồi. Mình thấy bọn nó băm cái cỏ, gọi là tận dụng cái cỏ này
rồi mè, gan, tim, phổi. Đâu? Phổi cho ấy rồi. À thế à, thế anh chơi bỏ tưởng là tận dụng luôn. Ôi, mày thế còn cái tí? Tí hoài bỏ. À bỏ vậy là bọn nó bỏ con ạ. À, đây giờ mình sẽ ướp để tí ra đánh nhau. Rồi. Anh nhìn mình cho riêng này con này. Ướt bột này. Ướt bột này. Ướt cay này. Ướt cay là cho nó cay chứ còn gì nữa. Đấy. Cho mình cho thêm dầu gọi là tinh dầu ớt bổ mắt. Tinh dầu ớt này. Cho ít gọi là dầu hào nữa để bắt đầu tẩm ướp nha các bạn nhá. Không biết là tí nướng em giềng này có thơm không, thề mọi người là nghe cái món này không là đã ngửi thấy mùi giềng rồi các bạn ạ. Xoa đi, xoa đi. Xoa đều lên. Đấy, đỏ các kiểu đỏ luôn con ạ. Đấy. Nói chung là xoa kiểu này thì nó sẽ vào khe thịt những thứ con ạ. Thứ thịt đấy. Đấy, em xoa đi, cứ xoa đi cho đều đi. Đấy. Rồi cái giềng tí nó kiểu nó chín ấy, nó thơm thơm nữa các bạn ạ. Thì cứ gọi là tuyệt cú mèo nha các bạn nhá. Đấy. Cho em bên đằng sau nữa em. Đằng sau. Đây, ướp thêm một nữa. Xoa xoa nữa mà. Ui, xoa xong nhìn đẹp nhỉ, ngon. Ngấm ngấm rồi đấy. Ăn luôn rồi nhỉ. Nào có làm tí ngan sống không? À đồ chè chắc là ăn gói nhiều nên là đang tưởng tượng đến món đúng gọi là để gói ngan con ạ. Ngấm ngấm tí rồi cho anh mình mang. Đây còn mấy cái đùi nữa em xoa nốt đi. Thằng này vội đánh tiết canh con ạ. Vội thật. Đấy đấy, nhấp. Đấy, xoa xoa đi. Đấy, và gọi là để cho nó ngấm ngấm một tí trong lúc mà bọn nó đi đánh tiết canh nha các bạn nhỉ. Đấy, cứ để đây. Than coi như mình thì đã cháy rồi đây. Đó, nhìn ngon chưa các bạn? À, rồi, mang tiết canh em. Ngon à. Luôn con ạ. Đấy. Anh cần em hộ gì không? Được, mày chỉ cần bê cho anh cái bát bổi lên là được. Rồi, được chưa? Bổi biết là những thứ này con này. Mỗi thằng một bát to luôn, hôm nay đánh ra ba cái bát to to này các bạn ạ. Rồi, đây này, hai chú banh mắt ra nhìn anh đánh trên cạnh này. Banh mắt. Sau về lên mai á, muốn tán con gái thì người ta còn biết đánh không nó đéo gả con gái. Rồi, mang mắt bất đưa. Thấy chưa? Hai tiết, các chú làm cho anh ba sợi nước vào. Thế mà rồi không gả con gái cũng phải gả rồi chưa? Đây là gọi là giáo sư tiến sĩ đây, em bê lên để cho Tiến đánh em. Đây, đây. Ôi, không lấy bê đũa rồi. Mỗi hôm thấy nó đánh được một lần gọi là đông đông, thấy hôm nay nó khá là gọi là Hawaii nha các bạn nhé. Dạ, tin đấy. Hôm nay đông nữa thì tự tin, nói chung là tự tin. Bắt tay luôn mẹ. Ờ, nào, à. Cho vào đi. Ui rồi thôi, ui rồi nhiều thế. Rồi khuấy đảo lên, đấy. Đâu rồi, vội vàng. Rồi bây giờ bước tiếp theo như nào? Em để yên vào một chỗ cho nó đỡ rung dây cho anh là được. Tí kiểu gì đông. Nào, mang mắt trước đây. Đấy thì đợi bọn nó đánh tiết canh xong này, xong là sẽ đem đi để gọi là cho con ngan này lên để nướng nha các bạn nha. Con ngan thì anh em mình đã kẹp vào cái vỉ đây rồi con ạ. Bởi vì anh em mình mổ phanh ấy, rồi khứa ra thì kẹp vào vỉ như này là đúng bài luôn nha con nha. Nào, hai thằng cho lên để nướng đi. Nói chung là sẽ chịu khó lật liên tục một xíu con ạ. Để cho nó chín đều ấy. Đấy, lật luôn. Lật luôn em ơi. Đấy, ui giời ơi. Chắc là nướng khoảng độ hơn tiếng là chín rồi. Nhìn thì cho lên cái là cái mùi giềng nó kiểu nó bị lửa đốt cái là nó đã kiểu thơm thơm rồi các bạn ạ. À. Ấy lật đi. Ôi giời ơi. À canh nó phải đông rồi chứ đi. Tiết canh nó đánh đông rồi bây giờ là ê, hai thằng mỗi thằng bắt đó bê. Bê. Bê tận tay cho. Bê tận tay cho hai thằng luôn. Thiếu tốc tinh, thiếu tốc tinh. Đây. Chanh làm rồi rau mùi đây các chú lấy gì lấy. Đấy. Nhanh nhanh lần. Rồi, đây mọi người xem đun chè vắt gọi là topping này các bạn này. Mình cũng phải làm cái như này, bát nào cũng đông này, không ăn hơi phí. Đấy, đun chè là cho cả rau, lạc đâu. Thì canh mà không có lạc thì cứ gọi là chấm hết luôn các bạn ạ. Này đây, quả này ông nào bảo không gả con gái, vốt cổng luôn. Gọi là thuê công lông cát đổ chặn cổng. À. Đây các bạn ạ, tiếp canh của anh em một đánh nha các bạn này. Bói thì từ con ngan ra luôn. Úi dồi, lấy cái thìa ăn tiết canh to quá các bạn ạ. Ở bạn nha. Vị của nó có ngon không luôn chả? Tuyệt vời. Mát. Mai các chú cắt sách sang đây. Úi dồi.
Rồi đến em ăn thử ấy. Đấy thử đi em. Topping đầy đủ luôn. Ui giời, mỗi thằng một bát luôn các bạn ạ. Thì mời các bạn nha. Đây mình cũng phải làm choác các bạn. Ngon. Tự tay đánh mà không ăn được nó hơi phí. Ui, bát tiết canh nhìn. Uy tín phết nhỉ. Mọi người nha. Chuột chuột luôn các bạn ạ. Đó thì bọn này là kiểu trong lúc nướng ấy thì gọi là sẽ có món tiết canh ăn kèm gọi là đỡ buồn trong lúc nướng nha các bạn nha. Thì nói chung là cái tiết canh này nó là phụ nhưng mà với những anh em đam mê ấy, thì nó là một cái món gì đấy rất là ngon. Thì bọn nó có làm thêm món tiết canh để trong lúc nướng mà gọi là có cái để nhấm nháp các bạn ạ. Gọi là buổi tuyệt mèo. Thì bọn nó gọi là canh nướng thì nhớ là đừng quên nhiệm vụ là lật ngàn một tí là cháy là mất ngon cái phần gọi là chính nha các bạn nha. Vậy là sau bao nhiêu gọi là lâu chờ đợi thì cuối cùng là con ngan của anh mình đã được nướng chín rồi này các bạn này. Ui giời ơi, nhìn ngon vãi trưởng luôn các bạn ạ. Phê luôn các bạn nha. Đó, đây là cái món gọi là ngan nướng riềng của anh mình này. Đó, kèm theo bát nước chấm này các bạn này. Ui giời, nào tiến cắt phần nào đây em. Đây, mình thấy thằng nào cũng háo hức nhìn thèm lắm rồi. Đây, đây, đây. Giữ, hai thằng bên cạnh giữ để cho Tiến gọi là phay. Ui, Tiến nó cắt kiểu gì kia. Không biết là Tiến nó cắt kiểu gì, định phay luôn cả một cái đùi to, cả cái má đùi luôn các bạn ạ. Thế nó mới phê đấy anh. Ui, giời ơi. Đẳng cấp luôn. Chín ngon luôn. Kéo lên. Được rồi. Đấy. Em cầm đây, em cắt đôi thôi. Thơm ấy. Thơm không? Thơm. Mùi riềng thực sự sau khi mà nướng xong rất là thơm nha các bạn nha. Được chưa? Mùi thơm rồi. Ui rồi cái đùi vãi trưởng luôn các bạn ạ. Đây đùi ngan đây là anh em mình nướng riềng nha các bạn nha. Nhìn ngon với mùi bạn thơm nha. Vãi trưởng luôn. Mình đưa về. Ui. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Ui ôi. Thì lấy mà không ngon thì cái gì ngon chứ. Ui. Ui. Ngon luôn. Ui giời ơi. Ngon không? Thơm không? Ngon. Phức cùn. Chấm nhanh lên mà đớp đi. Đớp đi. Thì người tất cả mọi người nha. Ui giời ơi. Vị như nào em? Ngọt lắm anh ạ. Ngọt. Nhưng mà anh ở ngoài anh chỉ ngửi thấy cái mùi riềng nướng thôi. Thực sự với mọi người là cái mùi riềng ấy nó thơm vãi trưởng nha các bạn nha. Đây em phải chấm vào nữa trưởng ạ. Chấm vào nữa. Hôm nay tiếc là thằng Mạnh nó đi học không được thưởng thức cái món gọi là ngan nướng riềng của anh mình. Ui giời. Chấm xì dầu tỏi ớt thì hết được chấm luôn các bạn ạ. Chè lúc nào phải bặn được phải chấm cái đùi kia mới gọi là chất lượng. Đây đây đây. Chảy. Thơm. Ngon nhỉ. Béo. Thế mọi người nhìn ngon vãi trưởng luôn. Nói chung là vịt thì thường là sẽ ăn thường xuyên hơn, ngan thì gọi là ít ăn hơn nha các bạn nhỉ. Được thì ngan không nhận ngọt. Ngọt đúng không? Có tội là nó to nướng hơi lâu rồi. Đây là phần thịt ức nha các bạn nhá. Ui giời, nó hồng luôn. Thịt ức nó. Đây là nhìn mình khứa ra những thứ rồi ấy. Không thì nướng là sẽ mất thời gian hơn, nó sẽ kiểu cảm giác nó cháy hơn nha các bạn nhá. Ui giời ơi, nhìn này các bạn này. Ngon vãi trưởng luôn nha các bạn nhá. Làm tí ức các bạn. Đấy, chấm luôn đấy mà. Đớp đi anh, đớp đi. Đớp chứ. Mời các bạn thưởng thức của anh rồi nhá. Ui, ngon quá em ạ. Ui dồi ôi. Ui. Ngon lối ngọt. Nói chung là công sức của anh mình. Quên hình như là thấy bọn này thiếu cái gì ấy. Là thiếu bia. Không thể thiếu được các bạn ạ. Món này món nướng mà nhậu thì hết nước chấm luôn. Đấy thử xem nó có đúng là như anh nói là hết nước chấm không. Ngọt nhỉ.
Nhìn thôi, không đã biết ngọt rồi. Tu đi. À. Hai thằng này gọi là sướng con ạ, được tiếng gọi là được tiến xé cho cái đùi. Ủa, đúng mà anh mày cắt ra thứ cắn mà cũng dễ. Ừ. Ngấm nhỉ. Ủa. Ui giời, ui giời ơi. Cắn ăn ngập hết trên răng. Ngập hết chưa? Phê đấy các bạn ạ. Nói chung là bát xì dầu tỏi ớt này của anh nhà mình ngon này các bạn này. Xì dầu này, tỏi ớt các thứ luôn. Phê. Đấy, thế là vậy là bọn nó đã gọi là xử đẹp xong hai cái đùi rồi các bạn ạ. Nói chung là chỉ có bốn anh em thôi nên là anh em cứ xả tự nhiên, xả gọi là hết cốt luôn các bạn ạ. Ủa. Thèm quá, thề mọi người thèm vãi trưởng luôn. Nhưng mà mấy thằng ăn cái món này ấy, thì uống cùng bia có hợp không? Hợp lý luôn. Món này mà nhậu thì hết bài luôn các bạn ạ. Không biết đường đâu. Luôn. Đến cắt cho anh, xẻo cho anh một miếng đấy, mấy miếng này này. Bia này hoặc bia hơi gọi là quên bài luôn. Đây, ui thôi. Ngon chưa này các bạn này? Đây. Đây. Đây là miếng gọi là miếng thịt ức này. Anh ui, chấm rồi. Không? Có, đưa đây anh chấm nữa. Đây. Đây. Đây là cái miếng của mình nha các bạn nha. Anh em gọi là lấy cắt cho mình, nói chung là mình ở ngoài. Đây. Mình mời tất cả mọi người nhá. Cầm. Cái mùi vị nó thơm gì đâu các bạn. Ui. Chấm nước chấm ngon vãi trưởng luôn. Phê. Một cái tay nó ngon. Cân mình ước rồi, vẫn còn ăn nhiều thì đã. Nói chung là con ngan này hơn 3 cân các bạn ạ. Mà có 4 anh em mình thôi thì xả hết cái con này thì cũng gọi là lo nha các bạn nha. Đây. Đấy. Nói chung là anh em mình nướng cao lửa là một. Thì nó kiểu nó sẽ lâu chín hơn nhưng mà được cái là thịt nó sẽ chín đều ngấm từ từ, nó sẽ ngọt thịt nha các bạn nha. Kiểu ăn mới à? Ừ. Còn đấy. Ui giời. À nước kiểu cay luôn nha. Giữ giữ khay. Rồi. Ngọt thế mọi người, mình ăn miếng ngan ngọt xong rồi mùi gọi là riêng dã của anh em mình lúc mà ướp ấy, nó kiểu nó có qua lửa ấy, nó thơm thơm, nó ngon, thề mọi người ngon vãi trưởng luôn. Ăn đây được kiểu tê miệng ấy. Ừ, đây các bạn này. Tí nó đang xẹo thịt ra đấy các bạn này. Nói chung là ngan vịt những thứ ấy thì mặt bụng của nó không có gì đâu. Nếu mặt bụng ấy thì anh em mình phanh kiểu này ấy, thì mặt ở bên dưới ấy thì nó không có gì, chỉ có mặt trên này thôi. Đấy, chỉ có mặt trên thôi em ạ. Đó các bạn ạ. Quay quay, đấy đấy, em quay cái mặt kia đấy. Đấy, mọi người sẽ thấy này. Ui, có khi đấy, nó bóc xé đấy. Xé anh em thử xé thử mà. Đấy, giữ, giữ đấy, chung tay xé đi xem nào. Ui giời. Được. Tách cả máng. Ui giời, bọn nó xé luôn các bạn ạ. Tầm đi, đoạn này không xé được, đoạn này để anh cắt. Lọc. Lọc ra đầu đoạn này toàn thịt luôn này. Ui giời ơi. Tầm chia. Đấy, mỗi thằng miếng đi. Cắm cả dưới này, tụt hết này. Đấy. Đây các bạn nha. Nào, đây các bạn ạ. Bên trong này vẫn hồng này. Ừ, đẹp luôn. Chấm ngập xì dầu. Và đưa miệng. Tối mù. Phê nhờ. Nhìn anh em ăn thề mọi người. Ngọt chứ. Ngọt rồi. Thơm mùi giềng. Nhìn không đã thấy gọi là hết nước chấm rồi các bạn ạ. Ui giời. Ngon luôn em ạ. Ôi miếng rau à. Ngon quá các bạn ạ. Đấy, gọi là có bốn anh em nữa.
làm con ngan hơn 3 cân tuyệt vời luôn các bạn ạ. À, thu vậy đấy. Đây nha các bạn nha. Nói chung là mấy cái miếng thịt to ấy, thì anh em đã bóc ra gần hết rồi các bạn này. Rồi bây giờ chỉ còn lại những cái miếng gọi là thịt lắt nhắt thôi các bạn ạ. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là cái món gọi là ngan nướng riềng hôm nay của anh em mình. Thề với mọi người là nó thơm. Nó thơm cái mùi riềng nướng ấy, xong rồi cái vị cay cay một xíu, rồi ăn thịt thì nó ngọt ngọt. Thề mọi người cực kỳ tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đấy, cắt ra đầy thịt mà vừa nãy là cắt gọi là cắt qua loa, cắt ẩu một xíu ấy các bạn ạ. Nói chung là tiếc mỗi cái bộ tĩ ngan hôm nay nó to quá mà không thấy thằng nào để lại để nướng các bạn ạ. Ui, thịt còn hồng luôn. Đấy, ăn thế mới ngọt em ạ. Anh mình ngâm lửa nó lâu ấy nên là nó chín mà thịt hồng hồng thì nó là chín rồi nha các bạn nhà, chứ không phải như mọi người nghĩ là anh mình nướng sống đâu. Bởi vì mọi người nhìn cái gọi là cái da những thứ của con ngan này hôm nay như mình nướng ấy, nướng xa lửa nên là nó kiểu nó chín ngấm từ từ ấy, nên là cái gọi là cái phần vỏ của nó không bị cháy nha các bạn nhà. Nó nhìn rất là ngon luôn đằng sau em. Đấy, nói chung là bây giờ ấy là chỉ còn lại những cái phần thịt gọi là nhỏ nhỏ thôi. Người ta thường có câu gọi là hết lạc thịt vạc đến đến xương nha các bạn nhà. Bây giờ chỉ còn những miếng thịt nhỏ ấy. Thì là mấy thằng cho mọi người biết cái cảm giác hôm nay ăn ngan nướng riềng không nào. Hôm nay được con ngan này quá là siêu phẩm anh ạ. Từ tuyết canh cho đến thịt rồi. Thịt canh anh mình đánh như gọi là đông ăn ngọt. Thôi rồi, thịt thì nướng thơm sợ. Khoái nghĩ. Nhưng mà cái ngan nướng riềng là chắc anh tin chắc rằng chứ bọn mày chưa thằng nào được ăn luôn. Đã bảo rồi, lúc nãy anh mang ra em tưởng anh giống giặc cày mày. Giặc cày hoặc là giặc xả. Đúng rồi, hoặc là kiểu chỉ ăn chiên riềng thôi. Giặc riềng. Đây là anh nhà mình nướng riềng luôn nha các bạn nhá. Thực sự là hôm nay ấy thì khi mà mình thưởng thức một miếng ức thử ấy, ăn nó rất là ngọt và cái mùi vị riềng của nó rất là thơm, xong rồi chấm cái nước chấm xì dầu tỏi ớt ấy. Ui, cứ gọi là hết nước chấm luôn nha các bạn nhá. Đó thì bây giờ là hết cái phần to to thịt rồi. Nói chung là bốn anh em mình sẽ đánh chén hết gọi là con ngan hơn 3 cân này. Mà cũng hết rồi, chỉ còn ít phần thịt nhỏ nhỏ thôi. Thì mọi người thấy là nó ngon như nào rồi ấy, thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Nên là anh em nào mà có xem được clip này ấy, thì anh em có thể gọi là ủng hộ anh em mình, gọi là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều để anh em mình có những động lực, anh em mình ra thêm những clip khác hay hơn nha các bạn nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo.